Dạ xin được kính chào quý ông bà cô bác, cô chú anh chị các bạn cùng đến với kênh YouTube của em. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục đi lang thang Nha Trang trên cái cung đường về phía chợ Đầm. Và hôm nay là một buổi trưa tầm 11 giờ hơn rồi thưa quý vị. Và thời tiết cũng đang ấm dần, có nắng thì Nha Trang sẽ ấm, còn buổi sáng sớm thì rất là lạnh thưa quý vị. Ra đường phải mặc áo ấm tại vì gió mạnh và không khí lạnh cũng rất là đáng kể. Và em đang đi trên đường Nguyễn Hồng Sơn này và chuẩn bị đi qua khu vực ngã tư. Đây là ngã tư đường Nguyễn Thái Học, ngã tư Nguyễn Thái Học và Nguyễn Hồng Sơn. Và hôm nay em ghi hình trong video này em sẽ gửi đến cho những chú, những bác và cộng đồng người Việt gốc Hoa đang sinh sống và làm việc ở bên nước ngoài. Mấy chú, mấy bác cũng có gợi ý là ghi lại cái cung đường này, và đặc biệt là ở vị trí 24 Nguyễn Công Trứ. Đó là một cái khu vực nhà lao năm xưa, tại vì mấy chú mấy bác cũng muốn nhớ lại những cái chuỗi thời gian mà cực khổ, những thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời để mà hoài niệm về. Tại vì mấy chú cũng có tuổi rồi, và khi mà ngẫm lại cuộc đời, ngẫm lại sự gian khổ của mình thì mấy chú muốn hoài niệm về khoảng thời gian năm đó. Dạ, và em sẽ ghi hình ở vị trí 24 Nguyễn Công Trứ, đó là khu vực nhà lao. Dạ, và cung đường này thì em đang băng qua một cái ngã ba. Ngã ba này là ngã ba đường chợ Đầm. Mặc dù là buổi trưa rồi thưa quý vị, quang cảnh chợ Đầm bà con vẫn buôn bán rất là tấp nập, một không khí sinh hoạt náo nhiệt đang diễn ra ở đây. Dạ, và đây cũng là một cái ngã ba, bên trái là đường Vạn Hòa và bến xe ngựa năm xưa là tọa lạc ngay trong vị trí này, và bây giờ vị trí đó là khu vực chợ cá. Dạ, và cũng chỉ còn vài chục ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, là Tết truyền thống, thì sức mua sắm ở đây bà con vẫn mua những bông hoa trái cây. Và hiện nay thì bà con đi mua sắm cũng rất là nhiều để kịp cho những ngày mà đón Tết thưa quý vị. Và chợ Đầm ở đây là chợ đầu mối, là một nơi cung cấp hàng sỉ rất là nhiều và rất là lớn tại thành phố Nha Trang. Và nói về quang cảnh ở khu vực 24 Nguyễn Công Trứ thì có thể là những ký ức buồn, có thể là những ký ức cũng đau thương, và có những là mọi cái sự chia sẻ về một thời quá khứ của mấy chú mấy bác ở đây, và thậm chí là của những quý vị và những người thân trong gia đình. Thì ở đâu đó thì sau những năm 1975 thì bà con của mình là em xin phép được nói ra cái sự giống như là để cho gần gũi thêm thưa quý vị. Thì có những hộ gia đình năm đó họ cũng vượt biển, không may thì không có qua được, thì vẫn bị lưu lại Nha Trang và đã bị là tạm giam ở khu vực này. Thì sau đó là chờ ra tòa thì những người mà bị tầm dưới 2 năm thì ở lại ngay trên cái khu vực 24 Nguyễn Công Trứ này, hoặc là qua bên chỗ bên tường tòa tỉnh thưa quý vị, chỗ tạm giam tòa tỉnh. Và nếu như ai mà bị nhiều hơn cái số năm thì đi đến trại A30. Dạ, và trước mắt quý vị là khu vực của nhà lao năm xưa 24 Nguyễn Công Trứ. Bây giờ thì đã hình thành được một ngôi trường tiểu học rất là khang trang, rất là tươm tất, và đây là trường tiểu học Sương Huân 2. Dạ, và phường Sương Huân thì năm xưa là chỉ có một cái ngôi trường Sương Huân, đó là nằm ngay trên đường Hàn Thuyên. Tuy nhiên thì xã hội phát triển thì những ngôi nhà mọc lên, những khu dân cư mọc lên thì số lượng dân số thì cũng sẽ tăng lên, và đã thành lập thêm một ngôi trường tiểu học Sương Huân 2 để
kịp cho những em nhỏ, kịp cho những bạn nhỏ bước vào độ tuổi đi học. Và cung đường này đó là đường Đoàn Thị Điểm. Đây là mặt tiền của ngôi trường này, trường tiểu học Xuân Hưng 2. Quý vị có thể quan sát được là có một cái cây bàng ở bên trong. Cây bàng cũng rất là cao lớn. Thì cây bàng này cũng là một cái dấu tích từ năm xưa. Ở Nha Trang trồng rất nhiều cây bàng, và có những cây bàng đã trở thành huyền thoại, những cây bàng đã trở thành một nơi rất là đặc biệt đối với bà con của chúng ta. Ở đây em quan sát thấy bên trong có một cái tấm bia, để em quan sát thử xem ạ. Có cái hình biểu tượng của một cái nhà lao. Và cái nhà lao này được xây dựng bởi người Pháp. Họ đã xây lên để mà thực hiện cái việc khi họ có mặt tại Việt Nam năm xưa. Và thưa quý vị, tuổi đời của em thì chỉ tầm 39-40 tuổi, là một lớp trẻ sinh trong những năm 1980s. Thì có thể là những việc năm xưa em không có rành hoặc là không biết, thì những cái thông tin em tìm kiếm được, những thông tin em học hỏi được, đó là cũng từ những người có tuổi. Thì em chia sẻ lên đây có những gì nó sẽ bị sai sót, thì mong quý vị niệm tình tha thứ và thông cảm cho em. Và nếu mà những gì em chưa đúng, hoặc là quý vị có thương mến em, thì xin hãy để lại những bình luận, những thông tin tích cực để em học hỏi thêm, để sau này làm những video về Nha Trang xưa cho thật hay gửi đến quý vị ạ. Và trên cái khu vực ở đây thì em nhớ là năm xưa cái nhà lao bà con kể là hình chữ U, là chia ra từng khu vực. Dạ con chào cô ạ. Chào con. Dạ cô bán tạp hóa đây, bán ổn không cô? Cô mới bán đây mà cô Minh Vĩ cô về đây. À dạ hả? Ừ. Dạ. Cô về đây rồi nó kẹt dịch cái cô ở đây luôn. À dạ. Tới giờ này mà mai mốt hết hè này thì cô qua. Vậy là đây là người nhà mình bán con ha? Đây là của cô, không có mình cô ơi. À cô bán luôn. Ừ. Dạ. Giới thiệu với cô, con là con làm những cái thước phim YouTube á, giúp cho bà con xa xứ người ta xem. Của con là Lang Thang Nha Trang á. Lang Thang. Dạ, hôm nay con quay cái đây nè cô ạ, là con quay để giúp cho những chú, những bác là người Hoa. Ngày xưa họ ở đây nè. Thì ngày xưa nói chung là họ cũng ở bị vô trong đây. Dạ 24 Nguyễn Công Trứ á. Dạ. Ở đây thì cô có dạ cô về đây năm nào cô ha? Cô về đây là mỗi hồi trước thì mỗi năm cô về đây chơi mấy tháng là cô qua lại. Dạ. Nhưng mà vừa rồi cô bị dịch, cô thấy dịch á, cô ở lại luôn. Dạ. Để cô giữ ở nhà một mình thì nó chắc ăn hơn, ở chung tụi người đầy kia mệt mà đi dọc đường cô cũng sợ. Dạ. Nên cô ở đây. Còn một cái nữa là cái năm xưa mà cô chính thức cô về đây á là năm nào vậy cô ha? Cô không nhớ được mà cô đi cái mấy chục năm rồi. Dạ. Vậy cho con hỏi là cô có nhớ gì về cái quang cảnh của 24 Nguyễn Công Trứ này ngày xưa không cô ha? Cô hồi đó cô ở đây thì đây là cái trại tù mà. Dạ. Ừ. Rồi thì cô ít lắm, chiều khi cô lên lầu cô nhìn qua cô thấy người ta vậy thấy tường. Dạ dạ. Vậy thôi cũng vậy. Ngày xưa là tường cao có hàng rào đó cô ha. Tường cao, rồi trên tường cao có cái hàng rào mà họ cũng quay là họ để lên trên những cái. Dạ. Con cũng nhớ là có nghe người lớn kể là ngày xưa là hình chữ U đúng không cô ha? Hình chữ U ở trong cái khuôn viên á. Đây là có cái bàn nó còn nguyên đó, cái bàn nó còn lại. À dạ. Ở đó là cái bàn thờ. À dạ. Ở đây có chia ra từng khu không cô ha? Giống như là cái mà nhớ là nó cũng hao hao, nó giống như cái trường vậy, nó ở trên nhà tù vậy đó, như cái tường vậy, ta cũng ở trong đó rồi đó mà. Dạ. Ta khổ sở gì mình không biết, mình đâu có biết đâu, hồi đó ai có biết cái chuyện đó. Dạ dạ. Ừ. Vậy khi nào cô về lại bên kia ha? Cô chưa biết, cái hè thì cô có khỏe không, tại cô đau khớp này. À, cô đau. Dạ. Hai cái đầu gối, cô đau cái lưng, thành ra. Dạ. Cô đi có thấy nè. À, cái nhập lại ha, cái này lại nè. Dạ cố định lại. Dạ. Cho nên là cô mới đi hôm trước, hôm nay cô đỡ, hôm trước là cô cứ ở 7 ngày, một tuần lễ ngoài, rồi tuần lễ nằm nhà thương.
À dạ. À, con rất là hay là nghe cái từ nhà thương á, nghe nó thân thương lắm. Đó là cái từ hồi xưa ha, bây giờ là bệnh viện. Bệnh viện. Dạ. Nghe nó bệnh viện nó mệt quá. Dạ đúng rồi, nghe nó mệt quá. Dạ. À, cho con hỏi là ở bên đó con ở bang nào con ha? À, hồi đó con mới qua thì con ở bang Maryland. Cũng dạ. Rồi sau cái cô ở với nó không kết hợp cái lối sống của nó được, cho nên dạ. Cô mới qua bên Cali, cô ở với anh chị cô. À, Cali là cộng đồng người Việt nhiều đúng con ha. Dạ. Ở với ông anh ruột kia là bà chị ông thôi. Dạ dạ. À, chúc con thật nhiều sức khỏe nha. À, cảm ơn con, chúc con cũng là nhiều sức khỏe để đi dạ. Làm việc. Dạ cảm ơn cô. Ok. Dạ. Ở đây thì mình buôn bán này cũng qua ngày có niềm vui cô ha. Đó, đó là cũng như mình đi mình tập cái chân, cái giờ mà cứ ngồi một chỗ rồi nó sẽ bị cái chân này nó dạ. Luôn là cái thấp cái luôn, phải đi phải hoạt dạ. Động. Một lần hoạt động thì rất là đau nhưng mà phải đi phải hoạt động cho nó gọi là cái gì như thể dục thể thao gì đó, sáng cô cũng tập thể dục thể thao. Dạ dạ. Rồi nhưng mà đau lắm, đau là vẫn đau. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con chào cô ạ. Chúc cô sức khỏe. Dạ. Và tiếp tục trên cái cung đường này thì em sẽ một vòng ra phía sau. Em nghe nói phía sau là ngày xưa là cái mặt tiền của cái cổng bệnh cổng nhà lao là nằm ở phía bên đó. Và em thì đang đi trên đường, đây là đường Đoàn Thị Điểm thưa quý vị, giao với lại đường Nguyễn Công Trứ. Và một vòng qua bên đây, một vòng qua bên đây thì sẽ đi qua được ôm trọn cái khu vực nhà lao năm xưa. Một vị trí rất là rộng. Ở đây thì em cũng có ghi hình một đôi lần ở vị trí này. Và hôm nay em sẽ chi tiết hơn ở đây để giúp cho quý vị có thể cùng quan sát được một cái vị trí năm xưa. Đây là cung đường Xuân Huân. Trên đường Xuân Huân này thì vẫn còn rất nhiều những cái căn nhà cổ ở nơi này. Chợ Đầm là một nơi có rất nhiều những căn nhà cổ ở khu vực vùng ven. Rất là hoài niệm về một Nha Trang ngày xưa. Những căn nhà mà nhìn vào thôi, nhìn vào là đã thấy là nhớ ngay, đó là một cái Nha Trang ngày xưa. Và bên đây là đường Chu Văn An. Em không biết năm xưa ở đây có được gọi là đường Chu Văn An luôn không ạ? À? Một góc ngã ba, đoạn Nguyễn Công Trứ và Chu Văn An. Thì em có nhớ ngày xưa là ngay đường này đó là mặt tiền, một cái cổng đi vào nhà lao. Phía bên kia có một cái quán nhậu quý vị bà con đang thưởng thức buổi trưa ở đây, lai ra những ly bia và nhấm nháp những miếng mồi. Dạ rất vui thưa quý vị, hình như là em vừa mới nghe một ai đó đang gọi tên em, gọi tên lang thang Nha Trang. Và xin thưa quý vị, em rất vui, rất hạnh phúc khi được quý vị đón chào, được quý vị thương mến và được quý vị đón xem những video hàng ngày. Em rất biết ơn vì điều đó. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị. Dạ kính thưa quý vị, thì trên cái cung đường Chu Văn An này là một cái lối đi ra khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, là xóm Cồn Giữa. Thì xóm Cồn Giữa đã giải tỏa và những hộ dân cư sinh sống ở đó là được di dời chuyển về khu vực Bình Tân Cửa Bé, cái chỗ mà năm xưa người ta gọi là Địa Ông Tư thưa quý vị. Và Cồn Giữa này cũng đã được bị giải tỏa cũng khá lâu rồi. Dạ con xin chào mấy ngoại ạ. Dạ mấy ngoại ơi, cho con hỏi thăm là bữa giờ mấy ngoại chán nắng trở trời á, mấy ngoại có khỏe không? Ổn không? Dạ giờ này cũng trưa rồi mà mấy ngoại ăn cơm chưa? Ăn thường chưa. Ngoại chưa ăn cơm ngoại ha. Dạ ngoại khỏe không ạ? Bệnh hoài. Bệnh hoài ha. Dạ cố gắng giữ sức khỏe ha. Không, bệnh nặng nặng à. Dạ cố gắng ăn uống điều độ, ngủ nghỉ thoải mái. Dạ dạ ngoại ơi, cho con hỏi thăm với ngoại, ngày xưa ngoại thì ngoại có nhớ gì về cái
cái kỷ niệm hay là những cái sự kiện nào của cái nhà tù bên 24 Nguyễn Công Trứ đây em ngoại ha? Còn mình là thấy chỉ có cái nhà tù thôi chứ không có biết để cái gì lo đi buôn bán à. Dạ. Đi buôn bán cả ngày thôi, không có lợi ý. Bây giờ mới rảnh đi bán cả ngày. Dạ. Ngày xưa là chở mấy xe vô luôn hả ngoại ha? Chở vô. Sáng tôi đi bến nó mới 1 giờ tôi đi, chở vô trời xe luôn. Lùa vô. Đó là năm nào vậy ngoại ha? Năm nào cũng có. Sau năm 75 hả? Sau mà năm mà đăng ký đi á, rồi có người ta đã đi được, có người ta đi không được. Dạ. Người ta đi chui. Tại vì có mấy người mà bà con kiều bào á, ngày xưa họ cũng bị vô trong đây. Bây giờ họ cũng có tuổi rồi, họ hoài niệm về cái khoảng thời gian mà khổ cực năm xưa. Họ nhớ rồi họ nhờ con ghi hình lại ở đây để cho họ coi. Dạ. Đó, hồi đó được bắt rồi còn họ ở bên bấm với chiếc kia đi đẻ rồi gì trời chết mấy người chỗ gì bỏ đằng bến trời chết trời ơi. Cho nên sợ, có nhiều khi muốn đi mà cũng không dám đi là sợ. Dạ. Đi mà chết là trời. Dạ. Ngoại còn nhớ cái cấu trúc của cái nhà tù này hồi xưa không ngoại hả? Con nghe nói là hình chữ U đúng không ngoại? Không biết, mình đi bán cả ngày mà có đợi ý tới cái trụ gì. À, sau này dạ. Rồi cái sau này làm cất cái nhà trường rồi. Dạ. Thôi con cũng xin phép mấy ngoại ha, bây giờ cũng chưa nắng á. Mấy ngoại ngồi đây chơi không mát rồi chút nữa vô ngủ nghỉ cho nó khỏe. Giờ vô sửa vô ngủ. Dạ dạ, con cảm ơn mấy ngoại. Chúc mấy ngoại thật nhiều sức khỏe. Đúng rồi. Dạ con xin chào. Dạ con chào ngoại. Rồi đi nữa hả? Dạ dạ. Dạ con chào ngoại ha. Đi nữa nữa. Dạ. Giờ nắng lên đó. Bây giờ là cũng tầm hơn 12 giờ rồi. Em xin phép được tạm dừng video này ở đây. Hôm nay em đã gửi đến quý vị khán giả những chú, những bác gốc Hoa người Việt năm xưa. Thì mấy bác cũng đã bị ở đây và đó là một cái ký ức buồn đối với mấy bác. Và mấy bác cũng muốn hoài niệm lại một cái khoảng thời gian thiệt sự là khó khăn trong cuộc đời để xem lại quang cảnh năm nay thay đổi ra sao. Dạ và em cũng xin được gửi lời chúc đến mấy bác này là hãy vui vẻ, hãy sống và hãy tận hưởng niềm vui hôm nay.